À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Thóc Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 28, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 29 tháng 10 năm 2021. À, trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị dành một chút thời, là, thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì hôm nay tiếp tục là một phiên mua vào anh chị nhé. Nếu cái phiên ngày hôm qua là một phiên mua vào khối lượng lớn tăng giá mạnh thì hôm nay tiếp tục cũng có cái dòng tiền vào rất là mạnh, cũng rất là lạc quan. Phiên đến đây cái tăng 1,1% khối lượng lớn VN30 thì đã tăng 0,8% khối lượng lớn đúng không ạ? Index và HNX Index thì vượt các cái đỉnh cũ. Thực tế thì VN Index các anh chị thấy cũng là vượt đỉnh cũ nhé Bởi vì khi khi mà cái thị trường chung như này này, VN Index này vượt cái mức kháng cự về mặt tâm lý nhé Nó không phải kháng cự về mặt cổ phiếu mà nó kháng cự về mặt tâm lý. Thì hôm đó là nhà đầu tư khá là lạc quan. Thì tất nhiên là hiện nay vẫn trong cái giai đoạn mà thị trường đang đi lên thôi chúng ta cũng không cần phải nhiều nói nhiều về cái thị trường chung anh chị nhé không cần phải nói nhiều về thị trường chung à, thì hôm nay trong cái group vip thì mình cũng chia sẻ với các anh chị là chúng ta nên chậm lại một chút bởi vì sao bởi vì là trong cái thời gian qua khi mình chia sẻ với các anh chị các cái cổ phiếu các cái điểm mua các cổ phiếu thì đâu đó là anh chị đã sở hữu các cổ phiếu rồi thì trong ngày hôm nay thì mình cũng muốn là chúng ta cảnh giác hơn với cái tâm lý fomo anh chị nhé cảnh giác hơn thận trọng hơn với cái tâm lý fomo còn tất nhiên thị trường ở đây thì nó vẫn đang trong cái xuống lên khá là mạnh Không vấn đề gì anh chị nhé Không vấn đề gì cả Và cái chiến lược ở đây thì Vẫn là chiến lược nắm giữ cổ phiếu thôi Vẫn có thể mua, mua gia tăng các cổ phiếu anh chị nhé Đó là cái chiến lược Thì à, cái Anh chị thấy tham khảo một số cái nội dung khác Về đánh giá thị trường thì anh chị thấy Số lượng cổ phiếu tốt ở trên thị trường này Số lượng cổ phiếu tốt mà có thanh khoản đều đặn để tiếp tục nở ra nhé điểm số tăng 1%. Như vậy là cũng rất là lạc quan và số lượng cổ phiếu tốt đang nở ra nhé. Về các cái nhóm ngành, thì so với thị trường chung thì đây là cái chỉ số bình quân của các cổ phiếu trên cả ba sàn đấy chị nhé, trên cả ba sàn. Và chủ yếu là tính các cổ phiếu thanh khoản thôi thì nó... Chúng ta so với cái đáy ngày gần nhất này, ngày ngày 21 tháng 10 này, chị nhé. Tại sao lại là 21 tháng 10? Bởi vì ngày 21 tháng 10 nó là cái ngày đáy gần nhất trong cái giai đoạn này nếu các anh chị so sánh từ đây đến đây này khoảng 10 hơn 10 ngày gần đây thì cái ngày này chính là cái ngày đáy này nó là 1384.77 đúng không ạ 1385.4 thì chúng ta so sánh với các cái mốc này thì các cái dòng cổ phiếu nào mà mạnh hơn cái thị trường chung thì nó sẽ là mạnh hơn thị trường chung thì các anh chị thấy một số cái dòng mạnh hơn ví dụ như là hỗ trợ kinh doanh này các chị lưu đây là cái cách phân ngành của Fa an anh chị nhé tự nào là, là xây dựng xây lắp này khí đốt này nội thất này đầu cơ bất động sản này dịch vụ bất động sản này nông sản này bảo hiểm thiết bị và liệu xây dựng và xuất bản nhé các cái dòng khác thì nó yếu hơn thị trường chung một chút với dịch vụ vận tải này hóa chất chuyên dụng này phần mềm này thép này đúng không ạ đây là những cái dòng khá là mạnh nhưng mà yếu hơn thị trường chung thì nếu các anh chị mà mua các cổ phiếu kiệt vô nó tích lũy thì các anh chị có thể mua cái nhóm phía dưới này còn nếu mà các anh chị mua các cổ phiếu bùng nổ mà chạy ấy, thì nó nên nằm ở phía trên này anh chị nhé nó nên nằm ở phía trên này bởi vì sao bởi vì những cổ phiếu trên này, này đang mạnh hơn thị trường chung và nó đang gánh điểm cho những cái cổ phiếu về dưới này đúng không ạ để đạt được cái bình quân của thị trường là cái chỉ số này đúng không ạ do vậy là nếu các anh chị đang sở hữu cả cái nhóm này thì quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ đó, đó là cái nội dung về thị trường về các cái nhóm ngành thì về các cái cổ phiếu trong ngày hôm nay ra làm sao thì đầu tiên các anh chị thấy là số lượng cổ phiếu bùng nổ này này Hôm nay số lượng cổ phiếu bùng nổ rất là nhiều nhé Điểm số nó tăng mạnh thế cơ mà Đúng không ạ? 86 cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay Các anh chị thấy nó rất nhiều nhóm ngành nhé Bất động sản này Dịch vận tải này, chứng khoán này Hóa chất này Một số cổ phiếu ngân hàng này Thực phẩm này Thiết bị vật liệu xây dựng này Sản xuất điện này Đúng không? Xây dựng xây lắp rất là nhiều Đúng không ạ? thì hôm nay mặc dù là mình cũng không chia sẻ với các anh chị là chúng ta tập trung vào mua các cổ phiếu mới Tuy nhiên là đây là những cổ phiếu mà cũng đáp ứng được các cái tiêu chí mua cổ phiếu bùng nổ trong ngày hôm nay. Ví dụ như là VND, Tiên Phong Bank, VSH và MST. Thì chị có thể xem này, VND này. VND này. Đấy VND thì này để bùng nổ chị nhé. Thực tế thì VND này này. Các anh chị xem là mình đã cũng chia sẻ với các chị là cổ phiếu mua kiệt vôn từ cái hôm cách đây 27 rồi đúng không? từ 26 rồi đúng không chúng ta nhận định ngày 27 ở đây thì đó là hôm 26 đúng không thì VND này mình đã chia sẻ là cổ phiếu mua kiệt vôn rồi đúng không VND MBS VCI tức là các cổ phiếu chứng khoán là mình đã chia sẻ với các anh chị về cái điều mua kiệt vôn rồi đúng không thì VND này 26 này, đúng không ạ đấy để mua kiệt vôn này, này đúng không cái chị thấy khối lượng rất kiệt đúng không ạ và đây là cổ phiếu xuống lên kênh trên đúng không rũ bỏ để rũ này đây là một cái test cuba đúng không ạ test công ba các anh chị thấy đúng không thì đúng là ngày 26 đúng không đấy các anh chị có thể thấy lại đúng không đấy. cả MBS cả VND nữa thì VND hôm nay là đùng bùng nổ vấn nền nhé có thể anh chị xem thêm MBS MBS đấy, MBS hôm nay tiếp tục kéo lên này đúng không ạ và VCI đúng không ạ đó hôm nay có cổ phiếu FRT đúng không kiệt vôn đúng không hôm đấy kiệt vôn nếu anh chị mua kiệt vôn ở đây thì các anh chị đã được là 85% rồi đúng không ạ? Đó. Thì à, hôm nay có VND này, Tiên Phong Bank. Tiên Phong Bank mù nổ này, Tiên Phong Bank. À, thực tế thì Tiên Phong Bank là cái ngày 26 này, nó cũng là cổ phiếu kiệt vốn anh chị nhé Nó cũng là cổ phiếu rất kiệt vốn nhưng mình không cho vào đấy bởi vì cổ phiếu Tiên Phong Bank này nó là một cổ phiếu khá là đơn độc trong cái nhóm ngân hàng nhé Trong nhóm ngân hàng thì các anh chị thấy là ngân hàng đây này. Ngân hàng nó đang yếu hơn thì ở chung nó đang ở phía dưới này, đúng không ạ? Do vậy là khi Tiên Phong Bank nó kiệt vốn như vậy thì mình cũng không 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 chia sẻ đúng không nhưng rõ ràng nó là cổ phiếu kiệt vốn các anh chị không nhìn thấy ở trên cái cái tham của cái hoặc là mình đưa nổi ra phía ngoài nhưng mà các anh chị xem trong file excel là nó sẽ có nhé nhưng ông anh thì hôm nay để mua nổ này vsh 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 nếu mua một nổ đúng không anh chị ok đúng không MST MST này mua nổ này đúng không? đấy đó là những cổ phiếu mua nổ trong ngày hôm nay à, hôm nay cũng có những cổ phiếu kiệt vôn nhé cái này anh chị có thể quan sát các cổ phiếu này cũng đều có thể mua được đấy thực ra nếu là mua là mua được nhưng mình muốn là hạn chế hạn chế chúng ta có cái tư duy là là FOMO nhé nhưng mà những cổ phiếu lúc nãy ấy, mua nổ và kiệt vôn đều mua được TIA này TIA này đúng không các chị thấy này đây là một cái nhịp chạy trước này cho chúng ta lợi nhuận là 40% đúng không sau đó cổ phiếu tích lũy một cái nhịp mới đúng không thì đây là một cái bản chất cái phiên này là một phiên check out anh chị nhé spring nhé anh chị nhận đấy thì đây là một phiên cũng rút chân lên đúng không hôm nay tiếp tục rút chân lên thì đây là cổ phiếu kiệt này uh, skg SKG, SKG, đây là một nhịp chạy nhé một nhịp chạy được 91% các anh chị thấy kinh không 91 86 này đây 91 phần này đấy thì nó đây là một cái nhịp nghỉ này đúng không đây là nó rút bỏ m10 này xong rồi rút xuống kéo lên này đúng không ạ thì, thì, hôm nay nó chính là một cái spring luôn nhé nó chính là một spring luôn thì đây là một cổ dạng cổ phiếu kiệt vô nên chị có thể quan sát SGF à SGF này nó là một dạng đầu cơ anh chị nhé nó có giá nó có 9.000 thôi nhưng mà nó cũng đáp ứng được cái tiêu chí mà một kênh lên trước này, một xuống lên trước này đúng không? đây là kênh trên này, đây là đây là out này đúng không? hôm nay là no supply nhé chị, nó là bật chết nó là một cái phiên test lại cái phiên này thôi. Đấy thì cổ phiếu này anh chị có thể mua được nhé, nếu mua là có thể mua được. tiếp theo là hoa sen, hoa sen, hoa sen là cũng có là cổ phiếu có thể mua được. thì hoa sen này cũng kiệt vôn này đúng không? phiên này này, phiên này này đúng không? là test lại phiên này này đó, thì anh chị nhé vào xe là cổ phiếu mua được. Thì, thì thì hôm nay là đấy là có có bốn cổ phiếu cho điểm mua vùng nổ đúng không? ạ và bốn cổ phiếu cho để mua kiệt vôn, thì anh chị có thể quan sát đây nhé, để đây danh sách đây, danh sách các cổ phiếu đây, anh chị nhé. các anh chị lưu ý là khi các anh chị mua những cổ phiếu này thì các anh chị phải lưu ý là đúng thì phải cho lợi nhuận lớn đúng không? mà sai thì chúng ta phải sửa. sửa ở đây cụ thể là gì? tối đa là 7% phần trăm mua thì chúng ta phải bán ngoài ra các anh chị có thể dùng các cái mức giá thanh lý hoặc dùng ma 10 ma 20 và nền để các anh chị thanh lý các cổ phiếu đó là cái nguyên tắc thì các anh chị thấy là trong các cái thời gian qua thì mình cũng gần như các cổ phiếu nào mình cũng đều phát hiện ra cả đúng không các anh chị thấy này ví dụ như tất cả cổ phiếu bùng nổ chúng ta đều phát hiện ra nhé Tiên tiên banh đây có này đúng không ngày hai ngày 18 này ngày 17 này đúng không đây là cổ phiếu gì đây nam long này chúng ta cũng phát hiện này nam long idg này đúng không từ ngày 14 tháng 10 này đúng không nhận định cho ngày 15 à Nam Long này đúng không cái gì ở đây phải đúng vào ngày 14 tháng 10 không đúng không ạ 25 này đúng không đi này đúng không đi ngày 14 tháng 10 cách chị thấy đúng không làm gì chúng ta trả bỏ sót của phiếu nó cả đúng không các chị nhìn lại xem các chị có thể xem là ngày 14 tháng 10 đúng không ạ kết quả chỉ có nhóm ngành than là các cổ phiếu kiệt vô là nó không chạy được thôi còn các phiếu vùng nổ hôm nay chạy rất là ngon đúng không ạ đó thì đó là các cái chia sẻ của mình về các cái cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ cũng như kiến vô ngày hôm nay tiếp theo mình sẽ đi giả soát các cổ phiếu theo yêu cầu các anh chị thì các anh chị lưu ý là cái phái xe này các anh chị nhìn đây các anh chị sẽ biết đây các cổ phiếu mạnh nhất này các cổ phiếu mạnh nhất đang nằm ở các cái nhóm ví dụ bất động sản này đúng không hóa chất cơ bản này thủy sản này đúng không thiết bị vật liệu xây dựng này xây lắp này đó Ngoài ra các anh chị nắm giữ cổ phiếu chỉ cần các cổ phiếu này trên MA10 là cũng đã là khá là tốt rồi anh chị nhé. trên MA10 là cũng khá là ổn rồi. anh chị nhé. Thì đi vào chi tiết thì đây là chúng ta có thể sử dụng Excel này để chúng ta sản xuất danh mục nhé. Nếu trên MA10 thì cơ bản là ok. Còn ngoài ra khi đi chi tiết thì theo yêu cầu của anh chị thì mình cũng sẽ phân tích một số cái dòng cổ phiếu theo yêu cầu của các anh chị. Mình sẽ chọn theo thứ tự này. Nhóm cổ phiếu mạnh nhất này, cổ phiếu tốt nhất này đúng ạ và tăng điểm nhiều nhất này thì các chị có thấy là ví dụ như vấn đề tổng hợp này đúng không FRT đây là biểu mua kiệt vô này Điểm mua bùng nổ này tiếp tục ok nắm giữ nha anh chị nhé thế di động đúng không hôm qua là điểm có thể coi là một điểm mua bùng nổ mặc dù nó không phải quá mạnh đúng không khối lượng hơi thấp một chút và chưa vượt các đỉnh cũ nhưng mà hôm nay là một phiên rút chân lên như vậy cũng tích cực nhé các chị nắm giữ ok nhé DGW nhé thì đây là những cái phiên vùng nổ đúng không? Nó là những cái SOS và đây là những cái phiên test lại đáy thôi, test đáy thôi vẫn ok nhé. Cổ phiếu này thì chưa chạy và có thể sẽ cần thêm thời gian tích lũy nhưng mà nó vẫn ok thì nằm dưới thì ok. Pet này ok nhé, phiên này này, là test lại phiên này này. Đấy, lượng thấp thì là ok thôi. Anh chị nhé, cổ phiếu PSD này thì là nó đang giảm diệt kiệt vôn dần nhé và chưa chạy. AST AST thì nó là kiệt vôn nhé, nó là kiệt vôn Kiệt vôn nó có một nhịp chạy trước là 21% Thì cổ phiếu này thì nó không không mạnh nhé Không mạnh mà không phải là đẹp LMH này thì nó không 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 đáp ứng cái tiêu chí mà chúng ta quan sát. Bất động sản là nhóm rất mạnh đúng không? Các anh chị thấy rất nhiều cổ phiếu cho lợi nhuận rất lớn như HLD này đúng không Nằm giữ thì quá ổn đúng không? VC3 nó là dạng bó cung đấy nhưng mà nó lên rất là tốt đúng không? Sau cái điểm mua bùng nổ thì nó lên khá là tốt. VCR ok đúng không? Nó chạy tốt này nằm giữ này. NDN này ok này, đây điểm mua bùng nổ này, anh chị thấy chạy tốt này, đúng không ạ? TG này để mua bùng nổ chạy tốt này, đúng không ạ? cổ phiếu này thì vẫn trong nền nhé, trong nền chưa chạy. Anh chị có thể vẽ đây là một cái nền. Nền này khá là rộng, nền này mấy ba mươi mấy phần trăm thì nó không đáp ứng cái tiêu chí của chúng ta nhé. KBC nhé, KBC hôm qua điểm mua bùng nổ đúng không? Hôm nay tiếp tục chạy này. DTA đúng không? Đây điểm mua bùng nổ này. Đúng không? Tiếp tục chạy ok này. ITC này đúng không? Các anh chị thấy sẽ rất, 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 rất mạnh đúng không? Các cái điểm mua bùng nổ của nó phía dưới này rất là ok nhé. Đấy chạy này. LGL này đúng không? DG này thì cũng là chạy này đúng không? ạ mặc dù là cái này nó chưa phải là cổ phiếu kênh trên nhé chỉ nhé nó chưa phải là kênh trên vì nó mới còn cái đỉnh gần nhất này nó có thể nó sẽ tích lũy lại ở cái mức 25 này cổ phiếu này thì là không đẹp nhé Đó, ITA ITA thì thôi nhưng nó cũng chạy được một cái nhịp là 44 này Đấy, như này thì nó cũng có khả năng chạy nhé mặc dù nó hơi lọc nhưng nó cũng có khả năng chạy Long hậu ok nằm giữ ok nhé 577 này ok nhé đúng không nằm giữ lên được nhé Đấy, EDG này thì quá đẹp rồi đúng không? Quá chất rồi anh chị thấy đúng không? Những cái cổ điểm mua của cổ phiếu INEZ này chúng ta đều đều phát hiện được hết nha anh chị nhé. Đều phát hiện được hết. Đấy, đích này như thế này, đích này như thế nha. Các anh chị thấy đúng không? Đây là các cái điểm vượt nền rất là mạnh. Đúng không ạ? Điểm vượt nền, các cái điểm kiệt vôn cổ phiếu này chúng ta đều phát hiện ra được nhé. Các cái điểm kiệt vôn này chúng ta đều phát hiện được hết. Đây, VLC rất là ok đúng không ạ? Vẫn đang chạy. Nam lặng thế để mua vùng nổ đấy rất chạy đúng không ạ? dhh dhh nha dhh thì các anh chị thấy đây là một nhịp chạy này dhh một nhịp chạy này xong có một nhịp rũ tích lũy lại này đúng không các anh chị thấy vôn khối lượng kiệt bỏ, không chết kéo lên này thì cổ phiếu này chạy tiếp nhịp hai rất là mạnh rất là ổn nhá ok Đấy, csc đang chạy này đúng, dòng bất động sản rất là mạnh đúng không các anh chị thấy khi mà dòng bất động sản nhìn thấy nó mạnh thế nó nằm ở phía trên đây này, này đúng không ạ? Thì chứng tỏ là rất nhiều cổ phiếu chạy và rất là mạnh và rất là thành công, đúng không? Khang điền này ok này, điểm mua vùng nổ này, anh chị nắm giữ cứ chạy thôi. Đúng không ạ? IDV này. Ok chạy này. HR nhá, chạy nhá. Đấy. HDC nhá, các anh chị thấy chạy rất là kinh đúng không ạ? Nó chạy nó còn trả thùng MA10 tí nào đúng không? Rất nhiều anh chị cứ hỏi rằng là thế là bán được chưa? Nhưng mà anh chị thấy đây điểm mua vùng nổ này, sao nó có thùng MA10 đâu? Đúng không? Không thủng 3 đến 10 cái chị cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì cả. Nó chạy một mạch từ giá 70 lên 104 đúng không ạ? Đấy, SCR này, đúng không? Chạy rất là mạnh, rất là tốt đúng không? TDC này thế này, đây điểm bùng nổ này, các anh chị thấy nó chạy này, rất là mạnh luôn. Đúng không? Còn phiếu này thì không xem. LDG cũng thế này, đúng không? Sau khi nhịp chạy rất là kinh này, đúng không ạ? Đấy, Nova thì bắt đầu bùng nổ rồi nhé, bùng nổ rồi nổ thì đây là dòng tiền nó đang vào nhưng mà nên mua ở những cái điểm mà nó test lại ở phía trên này thì sẽ tốt hơn nhà từ liêm các anh chị thấy cũng chạy rất là mạnh đúng không đây là các cái spring chạy rất là mạnh luôn nói chung là dòng bất động sản này rất là mạnh kiếm được lợi nhuận rất là tốt đây thế này cổ phiếu bây này đây một nhịp chạy này đúng không rũ này kiệt vô này thì nó chạy được nhé các anh chị thấy chọn cổ phiếu nó đâu có khó lắm đâu đúng không tất cả các cổ phiếu các cổ phiếu bất động sản này chạy rất là tốt này đúng không ạ hầu như cổ phiếu nào cho các anh chị lợi nhuận khá tốt, đúng không? Tích này thì nó không mạnh đâu nhưng mà nó an toàn nằm giữ vẫn ok nhé. Với cổ phiếu phía dưới này thì số hơn HTG này vẫn chạy nhé ok nhé, nằm giữ ok nhé. PDR đúng không? PDR thì các anh chị thấy như này thì nó khối lượng nó hơi lớn, đối với phiên bán ra thì như này thì nó không phải quá đẹp nhé nhưng mà PDR này thì nó trước đây nó cũng có cái khăn nó có là cổ phiếu một dạng bao cung đấy nó dạng bao cung nhé thì nó đi từ dưới lên khối lượng các thứ nó không rõ nét cho lắm đúng không ạ đấy BI này với cổ phiếu bên dưới này thì xấu hơn nhé về dòng khác ví dụ như bảo hiểm thì có PVI đang chạy ok nhé chị nắm giữ ok nhé hỗ trợ kinh doanh thì có TV2 này đây là điểm mua bùng nổ này nó chạy ok đúng không ạ đấy ETA nhé đúng không? Các chị thấy chạy. Đấy. HT pan pan thì hôm nay cũng là một dạng bùng nổ nhé như chưa vượt nền nhưng mà nó đã trần nó rồi đúng không ạ nó đã trần hết cỡ rồi thì, thì... như này là nó cũng khả năng chạy tiếp nhé anh chị em nó chạy được đó mình sẽ đi vào cái dòng khác đi bảo hiểm này đấy bmi thì ok đúng không các chị thấy điểm mua bùng nổ này Cái này rất là ok luôn đúng không Đấy, BVH ok nhé, để mua bùng nổ này chúng ta đều phát hiện được hết nên chị nhé các anh chị nhìn thấy BVH là ngày bao nhiêu đây 25 tháng 10 là là nhận chết cho ngày 26 đúng không đây à hôm, không đấy mình bận mình không làm video mình chỉ gửi file Excel cho các anh chị thôi hôm đấy mình chỉ gửi file Excel cho các anh chị thôi đấy PGI này các anh chị thấy nó chạy này đúng không ạ đâu cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu đúng không anh chị thế là ok đó, big đúng không? Chạy này. Mic này chạy này, ok đúng không ạ? AB chạy này. Đấy. Dòng chứng khoán thì một cổ phiếu mạnh nha, APS là chạy mạnh này đúng không? Đấy, các nhìn chi thế này khối lượng vào rất là mạnh luôn. VND thì nay để mua vùng nổ rồi đúng không? VFS này ok này, nha nó thì nó là hôm, hôm 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 26 này nó là một dạng để mua vùng nổ nhé như này thì ok nằm giữ ok mbs ok đúng không đây là spring này đúng không thì nó mua lại thôi cái dòng chứng khoán này ví tci này ok này đấy vgi này vg này ok này vick này ok rồi này đúng không? agr này ok này ok nhá đây là các cái đây là các cái điểm spring anh chị nhá nó kéo lên luôn nhá đúng không nó test lại cái vùng hỗ trợ cũ đúng không ạ Đảo việt này ok tương tự thế này nói chung là dòng chứng khoán này cũng khá là ổn đấy chị nhé chứng khoán khá là ổn những cổ phiếu chưa chạy thì đều đang trong nền hết đúng không và những cổ phiếu chạy rồi thì nó chạy đang chạy ở việt nền rồi đúng không rất là ok mình thấy ok nhé đấy, chứng khoán FTS ok này đều mất mé ở phía nền hết khối lượng đoạn này thì nó không kiệt lắm nhé nhưng mà nói chung là cũng ổn như này là cũng ổn nhé đó đấy thì các anh chị dòng chứng khoán là ok dòng dịch vụ vận tải nhé SKP là ok này để mua bùng nổ này đúng không ạ chạy ok nhé đấy. DXP này ok nằm giữ ok nhé đấy. TMS này để mua bùng nổ này đúng không đây là nền trước của nó là nhịp trước của nó là 61% này. Đấy. DVP này, để mua vùng đỏ hôm trước này, đúng không ạ? Xong nó chỉnh lại test khối lượng thấp, đúng không? Tiếp tục chạy thôi. Đấy, nói chung dòng dịch vụ vận tải này khá là ổn nhé. Đấy, TCD này rất là ok này, đúng không chị nhé? Không? GMD này cũng mấy này, cũng bấp mé ở phía kháng cự cũ rồi này. Dòng vận tải này khá mạnh nha, các chị nằm giữ ok rất là ok đấy có gì đây SKG đúng không SKG thì hôm nay là spring luôn rồi nhé cổ phiếu hôm nay là cho điểm mua được nhé hôm nay mua được ok ACV nhé ACV thì hôm nay dòng tiền vào các anh chị nắm giữ ok nhé mình sẽ phân tích cho anh chị mới cổ phiếu ngân hàng ngân hàng thì KLB thì bùng nổ vật nền này đúng không CTG thì nó đang là, là kênh dưới xu xuống thì bỏ qua đi nhé Cái này đều kênh dưới hết có muốn EVF là xu lên này EVF là lên mạnh này Vipank thì cũng không phải là quá đẹp đâu các chị nhé bởi vì chỗ này khối lượng các thứ nó không sắc nét cho lắm đó không phải là quá đẹp Vipank chỗ này không đẹp chỗ này chung ngân hàng thì chưa đẹp nhé chỉ có được một số cổ phiếu thôi ví dụ như SSB này. nay lại thiếu khối lượng có được mất tiên phong banh tiên phong banh ngày vùng một vấn nền đúng không với lại uh, KLB à, EVF chứ đấy nói chung ngân hàng ít lắm anh chị nhé nốt thủy sản này ok này đúng không TD này chạy tốt này đấy, CITP nó chạy luôn ok này đấy ACL ok này IDI ok này chúng đều chỗ này đều chạy rất ok nhé ANV ok nhé rất ok nhé đó phần hồi ký đốt này kinh đường này ok này gas ok này PGC ok này đấy như cái này nó kiệt vôn này ASP kiệt vôn này ok nhé PVS đang kiệt vôn dần nhé đấy PVG nhé đấy thì đây mình nhìn chạy này thì nó đang rút bỏ đây là rút bỏ này đúng không ạ đây kiệt vôn lại thì nó chạy thôi Nói chung về cơ bản là ok chị nhé Sản xuất điện truyền thống này thì khá tốt này VSH này điểm bùng, bùng nổ này Đấy, KHP chạy tốt này Đúng không? VPDD chạy tốt này Đúng không ạ? Bầu này thì thôi nhưng hôm nay nó cũng là một cái điểm bùng nổ đấy Không phải mạnh đâu nhưng mà suýt nó thì mạnh đúng không? Nếu vượt là cái phiên này thì, thì ngon này Chưa vượt được đấy, SBA ok nhé Các cổ điện điện này khá mạnh nhé, của phiếu nào chạy NT2 chạy tít thầm một tát anh chị thấy không? Đây các cái điểm mua bùng nổ này. Đúng không? Đây điểm mua bùng nổ nhá. NT2 đây điểm mua bùng nổ này. Đúng không? Chạy rất là ok này. Đúng không? Chạy rất là ổn. Thở rất dầu khí nhá. PVA ok nhá. Hôm nay điểm mua bùng nổ nhá. Oi nhá, oi hai hôm rồi chỉ được chạy ok đúng không? Đấy, BSR nhá, BSR đây điểm mua bùng nổ này. Chạy kéo lên này rất ok nhá. PLX PLX chỉ đang ở cái vùng kháng cự cũ nhé thì chúng ta chưa xem đến TNS thép ok này đúng không VGS ok này đây để mua nổ này rất là ok nhé anh chị nhé Đó. HMC ok này Cũng SHI là xu sướng thôi Đấy. Tên là H này để mua vùng nổ này Nói chung rất là ok nhé Thép này hướng lên rất mạnh rất nhiều Như vậy đấy phiếu này, Sam này chạy rất ác này đó thì anh chị nhất đó là các cái cổ phiếu cơ bản một số trong một số cái nhóm ngành cơ bản thì anh chị có những cái câu hỏi nào mà quan tâm các cổ phiếu nào thì các anh chị vui lòng comment ở phía bên dưới thì mình sẽ làm các cái video giải đáp cho cái phiên ngày tiếp theo hoặc là mình sẽ trả lời các anh chị theo yêu cầu thì hy vọng là với những cái thông tin chia sẻ đây thì cũng phần nào giúp anh chị đầu tư trong cái hoạt động đầu tư của mình thì cái file Excel này mình sẽ gửi tiếp tục gửi cho các anh chị vào trong cái nhóm vip nhé anh chị nào mà không thuộc cái nhóm vip mà muốn nhận cái file excel này này thì anh chị vui lòng comment và like video, sau đó inbox cho mình qua zalo mình sẽ tặng các anh chị nhé. bản chất á, thì thì các anh chị cũng thấy rằng là cái nhóm vip là cái nhóm mà sẽ được uh, uh, ưu tiên đúng không? và nhóm vip thì uh, nhiều người cũng sẽ có đã có những cái kinh nghiệm đầu tư về dòng tiền về kenshin mà về viết đây, sau đấy là mình sẽ gửi vào đó. Uh, cái nhóm ở uh, bình thường á thì mình cũng sẽ gửi uh, Tùy theo, một số cái phía hôm cuối tuần thì mình cũng sẽ gửi cái file này. Còn ngày thường thì anh chị uh, vui lòng comment và like video sau đó nhắn tin thì mình sẽ gửi cho các anh chị. Thế thì anh chị đừng quên là nhấn nút quả chuông để uh, nhận các cái bản tin mới nhất cũng như là subscribe kênh. Ok, cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị buổi tối vui vẻ.